Hai gia đình và của hai cháu. Tôi là bác của cháu Hà, được sự nhất trí và ủy quyền của ông Trung và Tâm, tôi xin đại diện cho nhà gái, gia đình nhà gái xin chấp nhận lễ sinh dâu của gia đình nhà trai. Trước hết, xin kính chúc các ông, các bà, các bác, anh, các chị, các những thanh niên luôn luôn mạnh khỏe, dồi dào, mọi điều như ý, có cuộc sống khang trang để hạnh phúc. Kính thưa các cụ, các bác, các anh chị, qua quá trình tìm hiểu của hai cháu Hà và Khang, từ bạn bè đến tới thân thiết và đến tới tình yêu và hơn nữa và chuyển sang hôn nhân, từ sự nhất trí của hai bên và địa chính quyền địa phương chọn ngày nó tốt, tiến hành tổ chức lễ xin dâu và tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu ở địa phương cha. Trước hết, xin cảm ơn tấm lòng quý báu của cô cụ, các bác, ông, các bà đã đến nhiệt tình với gia đình và cũng đại diện cho nhà trai ở chi kiến cô cụ, ông, các bà. Và điểm hạnh phúc của hàng Khang và Thu A, và thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin trân trọng kính mời tiểu đoàn bạn trẻ, chúng ta hãy cùng hướng ánh mắt nhìn vào nhau để cùng trao cho nhau những kỳ vật, để cùng minh chứng được tình yêu của hàng Khang dành cho Thu A, và đặc biệt nữa tình yêu của Thu A dành cho chú rể Hoàng Khang. Với kính thưa toàn thể quý vị, vào ngày hôm nay, ngày 27 tháng 4 năm 2021, nhằm ngày 16 tháng 3 năm Tân Sửu, thì gia đình của hai bên có lòng trọng tổ chức chương trình đại lễ tân hôn để cùng vinh danh tình yêu của Hoàng Khang và Thu A. Và giây phút này, thay mặt cho ban tổ chức, chúng tôi xin trân trọng thông báo chương trình đại lễ tân hôn để cùng vinh danh tình yêu của Hoàng Khang và Thu A.